Mới đây, blogger Hoa bớt gây nên làn sóng tranh cãi với một video trải nghiệm tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Cụ thể, trong chuyến thăm xứ sở hoa anh đào, Hoa bớt đã đến một con phố đi bộ tại Osaka để trải nghiệm ẩm thực đường phố. Hoa bớt nhận ra hai nữ nhân viên phục vụ đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Trong clip, khi Hoa bớt đến một quán mì ramen, anh chàng khá vui mừng vì nhận ra hai nữ nhân viên phục vụ tại quán là người Việt Nam. Hào hứng khi gặp người Việt nơi đất khách, Hoa bớt cùng cameraman đến gần định bắt chuyện thì bất ngờ bị một cô gái trẻ người Việt, mặc đồng phục của quán đưa chiếc đũa lên xua, miệng nhắc nhở, no photo. Hoa bớt ngay lập tức bỏ đi và cho hay cảm thấy khá thất vọng trước thái độ của nữ nhân viên đồng hương. Trong đoạn video, cameraman đi cùng còn chia sẻ sau khi họ bỏ đi, nữ nhân viên còn chửi rủa khá nặng lời. Khi đang hào hứng bước vào quán, Hoa bớt ngay lập tức bị nhân viên nhắc nhở, no photo. Sau đó, blogger tiếp tục thực hiện clip review của mình, thưởng thức món mì ramen nổi tiếng ở một quán ăn khác, tiếp đó là món bánh cá Nhật Bản, uống bia tại một nhà hàng. Hoa bớt cho biết anh cảm thấy khá buồn, trở nên trầm tính, ít nói hơn hẳn những clip trước vì bị nữ nhân viên dùng đũa chỉ vào mặt, xua đuổi, không cho chụp ảnh dù quán không hề có biển cấm. Hoa bớt cho rằng chủ ý của anh cũng chỉ là muốn quảng cáo để quán được nhiều người biết đến hơn, không ngờ lại nhận phản ứng tiêu cực. Đoạn clip cùng hành động của cô gái trẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tranh cãi của cộng đồng mạng. Một số cho rằng cách hành xử thiếu tôn trọng đối với thượng đế như vậy là không thể chấp nhận được. Facebook Nguyễn Ân Ngọc Nhân chia sẻ quan điểm, bất kể công việc nào liên quan tới dịch vụ, điều tối thiểu bạn nên học là tôn trọng khách hàng, dù có không muốn đưa nữa thì hãy hành động tử tế hơn là lấy đũa chỉ thẳng vào mặt khách một cách vô ý thức. Thứ hai, bạn là người Việt làm ở Nhật nhưng lại thiếu tôn trọng một người cùng quê hương như vậy rõ ràng làm xấu đi hình ảnh của người Việt trong mắt du khách quốc tế lẫn trong nước. Thử hỏi là bạn làm vậy với bao nhiêu du khách ở quán rồi, bạn đi ra nước ngoài, mỗi việc bạn làm không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà cả những người Việt đang sinh sống và làm việc ở đó. Thứ ba là mình thấy việc qua review những nhà quán ăn như vậy thì gia chủ càng có lợi khi mà được đông đảo người xem biết đến, quán không cấm việc quay video. Bạn có thể không muốn lộ thông tin cá nhân nhưng không có quyền cấm người khác quay video khi không có biển cấm. Bên cạnh đó, lại có một số ý kiến hoàn toàn ngược lại, cho rằng blogger Hoa bớt đã sai khi cầm camera chỉ vào hai nữ nhân viên khi chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của họ. Xét theo hướng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, hành động của Hoa bớt hoàn toàn sai. Nữ nhân viên đang bận rộn với công việc, đầu bù tóc tối nên phản ứng từ chối quay phim là dễ hiểu. Facebook Trang Minh nói, bạn nhân viên đang nấu mì, sẵn tiện cầm chiếc đũa lên xua chứ không phải cầm đũa chỉ vào mặt khách. Hơn nữa, ở Nhật người ta thường cấm quay phim, chụp ảnh, có thể bạn ấy chỉ làm theo quy định của quán. Mà nếu quán không cấm thì việc tự ý quay clip người ta khi chưa xin phép là sai rồi. Bạn Lê Linh Anh cũng bình luận, bạn yêu cầu người làm dịch vụ tôn trọng bạn thì trước hết bạn cũng phải tôn trọng người phục vụ mình đã. Đây là quan hệ trao đổi bình đẳng chứ không phải xin cho một chiều, nên hãy bỏ tư tưởng, khách hàng là thượng đế và muốn gì được nấy đi. Bạn nữ trong clip có quyền từ chối quay phim, chụp ảnh với bất kỳ ai, bạn nào nói làm thế là ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt tại nước ngoài cũng là ngụy biện nốt. Hiện sự việc đang tiếp tục gây nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng. Hoa bớt là một trong những blogger nổi tiếng trong lĩnh vực review du lịch ẩm thực hiện nay. Anh sở hữu hơn 2 triệu lượt đăng ký theo dõi trên kênh YouTube của mình tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ nổi tiếng bằng clip review du triệu view, những lần chi tiền khủng để ăn uống, du lịch tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng và đắt đỏ bậc nhất, Hoa bớt còn được biết đến khi nhiều lần gây tranh cãi bằng phát ngôn gây sốc hay những clip thể hiện quan điểm cá nhân.